Công ty Mi Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor phòng nổ, hay còn gọi là được gọi là động cơ phòng nổ. Công suất là 1,1 kW, 1,5 HP, 1,5 ngựa. Thì đây là loại chân đế. Đây là tem của motor. Đây là tiêu chuẩn phòng nổ EXDIIBT4. Cấp chịu nhiệt của chế độ là cấp F. Dòng ampere định mức là 2.9 ampere. Sử dụng điện 3 pha 380V. Tốc độ 4V 4 cực 1400 vòng trên phút. Hệ số bảo vệ bụi bẩn nước IP55. Chế độ làm việc liên tục S1. Đây sẽ là phần trục ra. Đường kính trục ra 24mm. Chốt cà vét 8mm. Thì sau đây là hình ảnh bên trong của hộp cực điện. Đây, hộp cực của motor phòng nổ rất là dày. Để khi chúng ta vận hành thì nếu có sự cố thì hộp cực điện này sẽ chống tia lửa điện bắn ra ngoài gây chập điện, cháy nổ. Chúng ta đấu điện 3 pha 380V ở 3 vị trí này để vận hành. Thì ngoài ra, quý khách còn có thể tham khảo thêm loại motor phòng nổ từ mặt bích. Đây là mặt bích. Đường kính mặt bích là 200mm. Đường kính lỗ trên mặt bích 12mm. Chúng tôi còn có nhiều loại công suất, từ nửa ngựa 0,5 HP đến 30 ngựa. Quý khách cần có thể liên hệ để được tư vấn. Sau đây là hình ảnh kho xưởng.